Xin kính chào tất cả các bạn ạ. Chúng ta đã quay trở lại kênh YouTube của anh công nhân bán xe. Và như thường lệ, chúng ta đừng quên nhé, cùng giờ cập nhật những dòng xe cũ của mình vào lúc 8 giờ và 8 giờ 30 hàng ngày. Thì ngày hôm nay thì trước khi một ngày bận bịu của buổi sáng lại bắt đầu, thì mình cũng lại dành vài phút ngắn để đi giới thiệu cho tất cả chúng ta những mẫu xe đang có mặt tại công ty Tân Cảng. Và hôm nay nhé, đó là một chiếc Fortuner máy xăng số động một cầu, được sản xuất năm 2016 bạn nhé. Một chiếc xe khá đặc biệt. Chúng ta hãy đi theo mình. Hiện tại thì bên mình về rất là nhiều dòng xe các bạn nha, bao gồm Innova, Fortuner, Vios, Camry. Nhưng mà những dòng xe giá rẻ, 7 chỗ gầm cao, và đặc biệt là màu đen các bạn nha, luôn luôn là một trong những chiếc xe được nhiều khách hàng hỏi mình nhất. Và đặc biệt là những khách hàng nào mà chúng ta ở khu vực mình, chúng ta thích những cái màu như thế này thì cũng thường xuyên hỏi mình. Nhưng mà số lượng xe thì không nhiều các bạn nha. Trung bình một năm thì mình chỉ thu được khoảng độ 3 đến 4 xe màu đen này thôi. Và để tìm được một chiếc xe chạy ít như này các bạn ạ, chỉ khoảng độ hơn 60.000 cây thôi, thì thực sự là rất là hiếm. Mình sẽ đi thông tin ngắn cho tất cả các bạn chúng ta về mẫu xe này nhé. Mình nhắc lại, đây là một chiếc Fortuner máy xăng số động một cầu, được sản xuất năm 2016 các bạn ạ. Và cực đẹp, nước sơn thì còn zin khoảng độ đến 95% các bạn ạ. Đó, chúng ta coi cái cản trước này, còn rất là đẹp các bạn nhé. Đèn này rất là sáng. Xe mà chúng ta chạy ít ấy, thì cái đèn nó sẽ không bị tỏa nhiệt nhiều, nó rất là sáng. Dàn ca lăng này, xe này bên mình chưa có vệ sinh các bạn nhé, nhưng mà phải nói là rất là đẹp rồi. Cản trước các bạn nhé, chúng ta có còn nguyên cái gờ này. Bên mình sẽ làm đẹp lại tất cả những phần chảy xước đối với chiếc xe này. Bộ tem khá đẹp các bạn nha. Và với giá tiền thì khoảng độ hơn 600 thôi, thì rất khó có sự lựa chọn nào cho một chiếc gầm cao 7 chỗ và an toàn. Chúng ta coi nội thất bên trong nhé. Nội thất bên trong của chúng ta là ghế zin màu kem các bạn nha. Lót sàn màu kem luôn. Khách hàng đã lên thêm một cái đầu DVD Android rồi. Đó, xe vừa về xong. Chúng ta coi nội thất hàng ghế phía sau các bạn nhé. Ở phía sau thì chúng ta có hai cái đầu này. Xe rất là sạch. Và cái ghế zin của nó thì chúng ta thấy nhé, vẫn còn cái tem zin nhà sản xuất này. Xe cực đẹp các bạn ạ. Và những em miền Bắc chúng ta rất thích những cái xe này, bởi vì là miền Bắc chúng ta thích màu đen hơn. Phía sau rất là sạch các bạn nha. Sàn chúng ta vẫn còn giữ nguyên cái sàn nỉ này. Và khách hàng chỉ bọc thêm, xải thêm một cái sàn 5D thôi. Chúng ta coi chi tiết hơn các bạn nha. Thời điểm lăn bánh của mẫu xe này các bạn nha, nó khoảng độ trên một. Bây giờ thì chúng ta sở hữu một chiếc xe này chỉ khoảng độ nửa giá tiền thôi. Nội thất bên trong các bạn nhé, cái bệ bấm kính này. Đó, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết hơn về cái nội thất bên trong. Chúng ta đi coi xe, chúng ta cố gắng chúng ta coi cái vô lăng các bạn nhé. Vô lăng mà nó còn mới như thế này thì chứng tỏ một chiếc xe chạy rất là ít, nó không bị ăn mòn bởi cái mồ hôi tay các bạn nhé. Thường thường xe chạy nhiều cái này nó ăn mòn hết rồi này. Ghế vậy thôi bạn nhé, ghế và cái phần mà tài xế này là hay di chuyển nhiều thì nó sẽ bị xẹp. Nhưng mà đối với chiếc xe này thì chuẩn với có 65.000 cây thôi các bạn ạ. Nội thất rất là đẹp. Với một cái tầm tiền khoảng độ trên 600 thì đây là một cái sự lựa chọn thực sự là tuyệt vời các bạn ạ. Mình sẽ cho chúng ta coi cái động cơ nhé, mình sẽ đề máy lên. Chúng đi quan sát nhanh chi tiết khối động cơ của chiếc Fortuner máy xăng số động một cầu, dung tích xi lanh đó là 2.7 các bạn nha. Và khối động cơ còn rất là mới các bạn. Chúng ta coi cái ốc này. Đó,
Két nước các bạn nha. Xe chưa được vệ sinh nhưng mà mọi thứ rất đẹp các bạn ạ. Đó. Bên mình sẽ cam kết đối với từng chiếc xe đó là không đâm đụng, không ngập nước và không tuồng hồ các bạn nha. Chúng ta có thể kiểm tra cái chất lượng xe ở bất kỳ Toyota nào. Và hiện tại thì bên mình số lượng mắc Covid cũng khá là nhiều nên là lực lượng còn rất ít các bạn ạ. Chỉ còn có rất ít anh em có thể đi làm được thôi nên là mình không có nhiều thời gian. Thì những anh em nào chúng ta nhé, chúng ta quan tâm tới chiếc xe này thì đừng quên liên hệ với mình thật là nhanh các bạn nhé, thông qua số điện thoại dưới màn hình, đó là 0938 823826, hoặc là kết bạn Zalo của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn thông tin cũng như chương trình hỗ trợ trả góp và giá của chiếc xe này. Cảm ơn tất cả các bạn chúng ta đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Và đừng quên nhé, khung giờ cập nhật vào lúc 6 giờ và 8 giờ và 8 giờ 30 hàng ngày các bạn nhé. Cảm ơn và hẹn lại.